Thuở quá khứ, có chàng thanh niên rất mực hiếu thảo, mặc dù là con trong một gia đình và đã đến tuổi trưởng thành, nhưng y vẫn không chịu lập gia đình, nhất định sống độc thân để phụng dưỡng mẹ già, vì người cha đã mất sớm. Thấy con lo trong lo ngoài vất vả, người mẹ khuyên chàng cưới vợ, nhưng chàng cương quyết từ chối. Vì quá thương con, người mẹ tự động hỏi vợ cho con. Cực chẳng đã, chàng đành phải làm vừa lòng mẹ. Đứa con dâu rất nết hạnh, lại thêm quán xuyến công việc gia đình và tỏ ra đảm đang cả việc nặng nhọc, nhưng rủi cho nàng không thể sinh con. Đã buồn cho số kiếp bất hạnh của mình, nàng lại càng khổ sở hơn khi thấy chồng thường tỏ ra nghĩ ngợi xa xôi, nét mặt đăm chiêu tư lự. Đọc rõ tâm trạng chồng, nàng tự động cưới vợ lẽ cho chồng. Người vợ sau này chẳng bao lâu đã thọ thai. Bây giờ, người vợ lớn cảm thấy như mình bị bỏ rơi vì trong người chồng ra tuồng nâng niu vợ lẽ rất mực. Lòng ganh tị của người đàn bà đùng đùng nổi lên như trời giông biển động, không tự chủ và kìm hãm được lòng ghen tức. Người vợ lớn tự nghĩ, nếu không sớm chận đứng thì hậu quả cô đơn sẽ đến với đời mình trong một sớm một chiều. Thế là một chương trình hiểm độc mọc lên trong óc nàng và nàng nhất định ra tay thực hiện dù phải trả giá với bất cứ giá nào. Để cho người vợ lẽ tin dùng, người vợ lớn tỏ ra săn sóc và dùng nhiều thì giờ trong việc giúp đỡ người vợ lẽ từ việc lớn đến việc nhỏ. Thỉnh thoảng, nàng hỏi thăm sức khỏe và ngày sinh nở của người vợ lẽ. Tưởng vợ lớn thật lòng, người vợ nhỏ không giấu giếm chi cả. Được cơ hội, người vợ lớn làm thuốc phá thai, bỏ vào thức ăn. Thế là người vợ lẽ bị sảy thai. Tuy thế, người vợ lẽ vẫn còn tin tưởng người vợ lớn như thường. Đến lần thứ hai, người vợ lớn cũng dùng thủ đoạn phá thai người vợ lẽ như trước. Hai lần bị hư thai, người vợ lẽ đã học được một bài học giá trị. Bắt đầu từ ấy, nàng biết ra sức đề phòng kín đáo. Khi thấy cái thai của người vợ nhỏ càng ngày càng to, người vợ lớn mới tìm cách phá thai. Nhưng vì cái thai đã già tháng nên người vợ nhỏ phải chết cả mẹ lẫn con. Trước khi nhắm mắt, nỗi đau khổ và căm thù đã dâng tràn lên khóe mắt. Cắn răng rớt nước mắt, người vợ nhỏ quyết chí rửa thù trong những kiếp lai sinh. Người nào gây gió, người đó phải gặp bão. Sau khi người vợ nhỏ chết đi, người chồng điều tra biết rõ sự thật, bèn đánh đập hành hạ người vợ lớn. Không bao lâu, người này cũng chết. Luật luân hồi vay trả, trả vay. Sau khi chết, người vợ nhỏ sanh làm con mèo cái, còn người vợ lớn sanh làm con gà mái ở chung một nhà. Mỗi lần gà mái có con là mỗi lần mèo ta bắt ăn thịt và lần sau cùng giết luôn cả gà mẹ. Kiếp thứ ba, sau khi chết, gà sanh làm con beo cái, còn mèo thì sinh làm nai cái. Mỗi khi nai sinh con thì beo ta tìm đến ăn thịt con nai và cuối cùng giết luôn cả nai mẹ. Kiếp thứ tư, sau khi chết, nai cái sinh làm hung thần, còn beo sinh làm con gái của một gia đình giàu có. Đến tuổi trưởng thành, cô gái về nhà chồng. Cứ mỗi lần cô này sinh nở là hung thần hóa làm người bạn đến thăm chơi để rồi thừa cơ chụp lấy hài nhi ăn thịt. Lần thứ hai, tấn tuồng quái gở của hung thần và cảnh nát lòng của người mẹ cũng diễn ra như trước. Người đàn bà đau khổ ấy đã gần như mất trí khi biết mình thọ thai vào lần thứ ba. Gần ngày sinh nở, người chồng đề nghị đưa vợ về sinh nở bên ngoại, nói về hung thần. Vì đến phiên hầu nước cho Đức Vesavana là vị chúa tể cai quản tất cả hung thần. Sau khi hết phiên, hung thần lập tức đến nhà tìm người thù truyền kiếp của nó. Khi biết người thù của mình đã về quê ngoại, nó liền bay vọt lên mây, nương mình theo gió để tìm cho bằng được người thù không đội trời chung. Nhắc lại người đàn bà nạn nhân của hung thần, sau khi cùng chồng về quê sinh nở và dưỡng sức một thời gian, bèn đem nhau lên đường trở lại quê chồng. Vợ chồng đi bộ gần đến kỳ viên Tịnh Xá, thấy có ao nước trong mát, bèn rủ nhau tắm rửa và nghỉ mệt. Người vợ tắm trước, lên ẵm con cho chồng tắm. Trong khi đang cho con bú,
Nàng bỗng nghe một tiếng gió từ xa đưa tới như cuồng phong bão tố. Nhìn lên trời, nàng thất kinh hồn vía vì vừa nhận ra hung thần. Không kịp chờ chồng tắm xong, nàng la thất thanh. Nó đến kìa, nó đến kìa. Rồi cắm đầu ôm con chạy thẳng vào kỳ viên tịnh xá, đem con để nằm dưới chân Đức Phật và yêu cầu Ngài cứu mạng con mình. Ngay lúc ấy, hung thần cũng vừa đến cửa tịnh xá, nhưng chư thiên gác cửa không cho vào. Đức Phật dạy Ngài Ananda ra gọi hung thần vào. Nhờ oai lực của Đức Phật nên hung thần tỏ ra hiền lành dễ dạy. Trước sự gặp mặt của hai nạn nhân, Đức Phật từ tốn khuyên bảo: Này hai người, tại sao hai người làm khổ nhau như thế? Nếu hai người không may mắn gặp được Như Lai, thì mối thù truyền kiếp này đến bao giờ mới chấm dứt được? Và hai người sẽ như quạ với chim mèo, như rắn với chuồn, cứ gặp nhau là tìm cách giết hại nhau, để rồi oán thù chồng chất thêm mãi. Tiếp theo, Đức Phật kể lại mối thù truyền kiếp giữa hai người trên thế gian này. Bất cứ thời đại nào, nếu lấy oán báo oán thì oán chập chồng, lấy ân báo oán thì oán tiêu mất. Đó là chân lý của bậc hiền xưa. Nhờ nghe bài kệ và lời khuyên của Đức Phật mà mối thù truyền kiếp giữa hai con người từ đây chấm dứt, oan khiên không còn vay trả. Quý vị đang theo dõi câu chuyện Phật giáo Cò và Cua. Một ngày kia, ở vườn Trúc Lâm, trước một số đông đệ tử, trong đó có vua Vimbasana, Bình Sa Vương và hoàng tử A Xà Thế, Đức Phật bố thí pháp ngày nói: Hỡi các đệ tử, nghe và suy ngẫm ta nói. Dùng mưu mô xảo trá để mưu đồ một việc gì không bao giờ thành công, ác nghiệt tàn bạo chỉ đem lại kết quả thảm khốc. Để chứng minh cho câu nói đó, ta kể cho các đệ tử nghe một câu chuyện sau này ta đã chứng kiến. Trong một tiền thân ta xưa kia, ta là một vị thần ở một cổ đại thụ. Cổ đại thụ mọc trên một khoảng đất, hai bên có hai cái đầm, một cái nhỏ xấu và một cái lớn nom rất ngoạn mục. Trong cái đầm nhỏ có rất nhiều cá, cái lớn sen mọc che kín mặt nước. Gặp một năm trời làm tiêu khô hạn hán, cái đầm nhỏ nước cạn gần hết, trái lại cái đầm lớn có sen phủ không bị cạn, nước lúc nào cũng mát rượi. Tình cờ một con cò đi ngang qua đó, đâm thấy trong đầm nhỏ nhiều cá vô kể, nó đứng lại co một chân lên suy nghĩ: Cá nhiều thế này tuyệt quá, nhưng giống này lanh lắm, đụng vào chúng sẽ lủi bằng hết. Vị tất đã bắt được con nào, ta không nên kinh động, phải lập mưu mà tỉa dần. Nhưng nghĩ cũng ái ngại cho chúng, chen chúc nhau trong bùn nóng, nếu chúng được sang bên đầm bên kia, chúng được vẫy vùng sung sướng lắm. Trong đàn cá, có một con thấy cò có một dáng điệu kỳ khôi, co một giò đứng hàng giờ không nhúc nhích, như một tu sĩ quán thiền nhập định, bèn hỏi: Tôn ông, chắc có điều gì thắc mắc mà trầm tư mặc tưởng lâu thế? Đúng thế em ạ, nằm thấy các em anh không khỏi mũi lòng, nghĩ thân phận của các em anh rất lo và ái ngại. Tại sao tôn ông nói lo và ái ngại cho chúng em? Còn nói: Các em không thấy ư, nước cạn gần hết, nếu trời cứ nắng thế này, chẳng mấy lúc nước cạn hết, lúc đó các em sẽ ra sao? Các em không nghĩ đến điều đó à? Các em sẽ chết khô hết, nghĩ thế nên ta không cầm nổi nước mắt. Đàn cá nghe cò nói, hoảng cả lên, đứng khấu đầu trước vị cứu tinh năn nỉ. Tôn ông ơi, tôn ông có mưu chức gì tế độ giúp chúng em thoát khỏi cảnh hiểm nghèo này không? Cò làm bộ nét mặt rầu rầu, vờ đứng suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: Anh suy nghĩ đã nhiều, chỉ có một kế này có thể cứu các em trong tình trạng nguy ngập này. Đàn cá chen lấn nhau, lắng tai cố nghe cho rõ. Cò nói: Ở gần đây có một cái đầm tuyệt đẹp, rộng lớn hơn cái này nhiều, sen mọc phủ đầy đầm, vì thế nước không cạn. Các em di cư sang ở bên đó, anh lấy mỏ cấp từng em một chuyển sang,
Chỉ có cách đó mới có thể thoát được cảnh hiểm nghèo thập phần nguy ngập này. Đàn cá nhiệt liệt hoan hô tán thưởng, bỗng có một con cua la lớn. Thật là từ thuở lọt lòng mẹ tôi đến bây giờ, chưa bao giờ thấy có chuyện kỳ khôi như thế này. Đàn cá nhao nhao lên chất vấn con cua. Chú mày lạ cái gì, lạ làm sao? Cua trả lời. Từ khai thiên lập địa đến giờ, có thổi nào cò thương hại bọn cá cua chúng mình. Chỉ khi nào nó đói, nó mới mò mẫm hỏi thăm anh em mình. Cò làm bộ nhân đức, nghĩa hiệp xen vào. Chú cua ơi, lời nói của chú thất đức tội quá. Chú gieo rắc sự nghi kỵ để cả bọn này chết thảm, chết nhục hay sao? Anh chỉ tâm tâm niệm niệm, cố làm sao cứu được các em trong lúc này là anh sung sướng, anh không có tà tâm ác ý nào. Quay về đàn cá, cò nói, lòng anh trong trắng, các em không nên nghi kỵ phụ lòng. Muốn rõ hư thực, hãy cứ chỉ định một em, anh quắp sang bên kia đi chơi ít lâu, rồi anh lại quắp về. Em đó sẽ tường thuật lại, các em sẽ rõ lời anh nói, việc anh làm có đúng không? Đàn cá tán thưởng ý kiến đó, đề cử một chú cá già mắt kèm nhèm, cho là chú này khôn ngoan, cho đi công cán để thăm dò đường đất. Cò lấy mỏ quắp chú cá già sang đầm bên kia thả xuống, chú cá già tha hồ tung tăng vùng vẫy thỏa thê. Khi ủy viên công cán trở về với đồng bọn ca ngợi cò hết lời, nó tường thuật đầm bên kia thật là bồng lai tiên cảnh. Tất cả đàn cá nghe nói thích quá, suy tôn cò là vị cứu tinh, nhào nhào xin cò hoan hỷ chuyển vận di cư ngay sang bên đó. Cò nói, anh xin hết lòng phục vụ các em, anh sẽ chuyển các em sang dần. Chú cá già được cò quắp mỏ đi tiên phong. Lần này cò có đem chú cá già sang đầm sen đâu, cò quăng chú xuống đất rỉa hết thịt, còn xương vứt ở dưới gốc cây cổ thụ. Ăn thịt cá già, cò quay về đầm bảo đàn cá, nào em nào muốn đi với anh bây giờ? Tất cả đàn cá nóng lòng muốn biết cảnh non bồng tranh nhau đi. Cò tha hồ lựa chọn, con nào vừa mắt đem đi ăn thỏa thích. Dần dần, cả đàn cá, con lớn, con nhỏ, con già, con trẻ được định cư vào bụng cò. Tất cả đầm chỉ còn sót lại một con cua. Cua vẫn thắc mắc, nghi sự mang trá thủ đoạn của cò, nó nghĩ. Ta nghi quá! Đàn cá được săn bên đầm sen thật là vô lý, không khéo cả đàn cả lũ chui hết vào bụng cò gian hùng. Ở đây đất hẹp nước cạn, ta cũng cần phải di chuyển đi nơi khác, nhưng ta có đi cũng phải tính toán kỹ càng, phòng cò có manh tâm phản phúc, ta phải có cách đối phó kịp thời. Mình mà có chết, nó cũng khó bảo toàn được tính mạng nó. Cò lại gần cua, vồn vã mơn trớn. Bây giờ đến lượt chúng mày, anh đưa chú mày sang bên đó. Cua hỏi, thế anh đưa em sang bằng cách nào? Cò nói, ồ hay, thì cũng như các em cá, anh quắp vào mỏ chứ còn bằng cách nào? Cua nói, em nghĩ như thế không được anh ạ. Cái vỏ của em nó cứng ngắc mà trơn lắm, anh quắp em sẽ tuột mất. Nếu anh cho em bám vào cổ của anh, em cố lựa không để anh đau đâu, như thế có thể đảm bảo hơn, chắc chắn hơn. Cò nghe gật đầu ưng thuận. Cò đem cua đi, đến gần gốc cây, nó đứng lại, cua hỏi, sao anh lại đứng chỗ này anh cò? Anh mỏi chân rồi à, cái đầm cũng chẳng còn cách nhau xa mấy. Cò lặng thinh không biết đằng nào trả lời. Thấy khác ý cua, bắt đầu dùng hai cái càng siết chặt cổ cò. Anh ấy, cái đống xương cá ở dưới gốc cây đã tỏ lòng thâm độc xảo quyệt của mày. Cò ơi, mày không lừa nổi tao đâu, nhưng mày đã lừa bịp tụi cá. Cò bị đau quá, nước mắt giàn giụa thổn thức. Em cua ơi, anh đau quá, anh không hại em đâu, anh sẽ đưa em sang đầm sen. Cua nói như truyền lệnh, đi mau. Cò lủi thủi sang bên đầm sen, vươn cổ đặt ngang mặt nước để cua xuống. Nhưng cua dùng hết sức, hai càng siết chặt cứa cổ cò đứt làm đôi. Vị thần ở cổ đại thụ được một kích nói, cua làm thế phải lắm, ác giả ác báo, đừng dùng mưu mô xảo trá để mưu đồ vị kỷ không bao giờ thành công.
ác nghiệt bạo tàn chỉ đem lại kết quả thảm khốc. Con cò gian manh lại gặp phải con cua mưu trí. Đức Phật kết thúc thời pháp, ngài nói: Hỡi các đệ tử, chắc là hoàng tử A Xà Thế có mặt ở đây, chớ nên quên chuyện ta vừa kể. Vua Bình Sa Vương khấu đầu trước Phật, cảm ơn ngài đã bố thí cho một thời pháp rất hữu ích. Những ai có tính mang tâm sâu độc, lấy đó làm gương mà sửa mình. Câu chuyện Một chút lửa địa ngục. Thuở xưa, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, lúc nào ngài cũng đem giáo pháp nhiệm màu ban bố cho chúng sanh, từ hàng vua, chúa, quan quyền cho đến lê thứ đều thấm nhuần pháp bảo. Do đó, khi bóng ngài xuất hiện nơi đâu là đem cảnh thái bình an lạc đến đấy. Ngài thường ngụ nơi kỳ viên Tịnh Xá, một đồng lâm vĩ đại của trưởng giả cấp cô độc, vùng vườn cây cổ thụ xanh tươi của thái tử Kỳ Đà. Xung quanh ngài lúc nào cũng có đại chúng tỳ kheo tăng và các vị đại đệ tử uy danh lừng lẫy. Nổi bật nhất là Đại Mục Kiền Liên, thần thông biến hóa vô cùng, có thể di sơn đảo hải hoặc ngự lên cung trời, bay xuống địa ngục dễ dàng như trở bàn tay. Một hôm, Đại Đức Mục Kiền Liên muốn vào cõi địa ngục để xem chúng sanh thọ hình khổ sở đến mức nào. Sau khi đảnh lễ, từ giả đấng thiên nhân sư, tức là Phật xong, ngài liền dùng thần thông bay thẳng vào cõi địa ngục. Ngài chứng kiến những cảnh tội nhân rên xiết rất đau đớn khổ sở, từ địa ngục nhỏ cho đến địa ngục lớn như A Tỳ. Khi đại đức ngự đến đâu, do oai lực của ngài, các tội nhân được giảm tội và dừng hình phạt trong giờ phút ấy. Những đống lửa vĩ đại đang cháy ngùn ngụt bỗng dưng khô cạn. Một hoa sen lớn bằng bánh xe hiện ra, đại đức Mục Kiền Liên đến an tọa trên đóa sen tươi ấy. Các tội nhân vô cùng mừng rỡ khi nhận thấy hình ảnh uy nghi của đại đức Mục Kiền Liên. Tất cả chạy đến vây quanh ngài, quỳ xuống thành kính đảnh lễ. Một tội nhân bạch hỏi: Bạch ngài, ngài từ đâu đến đây? Đại đức Mục Kiền Liên đáp: Bần tăng từ thế giới loài người đến đây. Các tội nhân khi nghe đại đức đáp như thế, lấy làm mừng rỡ, mỗi người kể trường hợp khổ đau của mình, xin đại đức hoan hỷ báo cho thân bằng quyến thuộc của họ được biết họ đang ở trong địa ngục, khổ sở lắm, rất thương nhớ quyến thuộc. Xin thân bằng quyến thuộc hãy vui lòng bố thí, làm phước, trai tăng cúng dường đến chư tăng, rồi hồi hướng phước báo đến họ. Đại đức Mục Kiền Liên hoan hỷ nhận lời, hứa sẽ nhắn lại cho các thân nhân từng trường hợp một. Sau đó, ngài dùng thần thông thử lấy một chút lửa địa ngục bằng hạt cải gói trong chéo y của ngài, rồi ngài trở về thế gian. Khi trở về cõi Ta Bà, đại đức Mục Kiền Liên thông báo ngay cho thân bằng quyến thuộc của các tội nhân. Hay tin dữ, các thân bằng quyến thuộc than khóc vô cùng thảm thiết. Khi sự đau buồn lắng dịu một phần nào, họ liền tổ chức một buổi lễ trai tăng rất long trọng để hồi hướng phước báo cho những thân nhân đã quá vãng dưới sự minh chứng tối thượng của Đức Phật và Đại Đức Mục Kiền Liên cùng với chư tăng. Do nhờ oai lực chú nguyện của Đức Phật và chư tăng, những tội nhân được thọ lãnh phần phước báo, được thoát khỏi khổ cùng được thọ sanh lên nơi tiên cảnh. Sau đó, Đại Đức Mục Kiền Liên dùng thần thông bay lên cõi trời với ý định quan sát sự an vui và hỷ lạc của chư thiên ở cõi trời. Ngài ung dung thưởng ngoạn cảnh vui tươi của cung trời Đao Lợi. Lúc ấy, chư thiên trong sáu cõi trời đang sống yên vui hạnh phúc, bỗng dưng họ cảm thấy nóng bức, khó chịu phi thường. Cất tiếng hét vang rền vì bị sức nóng của lửa địa ngục tắt ra do Đại Đức Mục Kiền Liên mang theo trong chéo y của ngài. Đức Thiên Vương thấu hiểu nguyên nhân khiến cho chư thiên nóng bức khó chịu đến như thế, liền ra dấu cho Đại Đức Mục Kiền Liên hiểu tình trạng đã xảy ra. Đại Đức Mục Kiền Liên nhủ thầm rằng: Chư thiên lại nóng bức khó chịu, náo loạn thiên cung thế này chỉ do một chút xíu lửa từ địa ngục ta mang đến đây. Bây giờ phải ném lửa này vào đâu?
Nếu ta ném xuống mặt đất thì mọi vật trên thế gian sẽ bị thiêu hủy hết. Nếu ta ném xuống biển cả thì biển sẽ cạn nước. Còn nếu ném vào không gian thì sẽ bị hạn hán không mưa 12 năm. Như thế thì hãy mau mau trả lửa này lại xuống địa ngục. Đại đức Một Kiền Liên lại bay xuống địa ngục một lần nữa để đem chút lửa nguy hại ấy trả về địa ngục như cũ. Xong rồi, Đại đức Một Kiền Liên bay trở lại trần gian về Kỳ Viên Tịnh Xá đảnh lễ Đức Thế Tôn và tường trình lại cho Đức Phật rõ về chuyện chuyến du hành vào địa ngục và cõi trời của Ngài. Nhân cơ hội ấy, Đức Phật liền dùng đề tài trên để ban bố một thời pháp cho đại chúng nghe có câu kệ ngôn như sau. Hai trạng thái là: một là thiện pháp, hai là ác pháp. Vì hai pháp này kết quả không giống nhau, ác pháp đưa chúng sanh vào cảnh khổ, thiện pháp đưa chúng sanh đến cảnh an vui. Khi thời pháp vừa chấm dứt, các hàng Phật tử trong pháp hội ấy đều được đắc quả vào khoảng 3.000-4.000 người trong cùng một lúc. Câu chuyện đâu nguồn hạnh phúc? Ánh tà dương dịu sáng vui tươi, lan rộng giữa khoảng trời xuân êm ả. Gió muôn phương thổi lại, đem hương hoa về ướp thơm cảnh vật nơi vùng Tịnh Xá kỳ hoàng. Cỏ cây lành mạc, đượm vẻ thái bình thanh tịnh trong buổi chiều hôm. Đó đây, vài làn khói lam uốn éo, vương mình trên mấy túp lều tranh cũ kỹ. Xa xa, một đỉnh núi cao của dãy Hy Mã Lạp Sơn đội sắp xõa lùm cây trắng, trông giống như ông lão bạc đầu. Giữa khung cảnh thiên nhiên, vừa êm đềm, vừa ẩn vẻ hùng tráng ấy, bốn thầy sa môn cùng ngồi đàm luận dưới gốc cây cổ thụ, trời xuân tươi đẹp như dục khách sanh tình. Một vị bỗng lên tiếng bảo: "Này các huynh đạo, thử nghiệm xem trong đời có điều chi đáng yêu và vui thích nhất." Nghe lời ấy, ba vị đều tỏ vẻ tán thành nói tiếp: "Hay lắm, chúng ta mỗi người nên suy nghĩ rồi đưa ý kiến ra để giải đáp câu hỏi này, xem đằng nào hơn." Sau vài phút trầm ngâm, vị thứ nhất bảo: "Vào tiết trong xuân, cây cỏ khoe tươi, muôn hoa cười nụ, tiếng chim líu lo trên cành bích, hương thanh phảng phất khắp nơi, phong cảnh thật là đẹp. Trong lúc ấy, ví ta được thả thuyền nhẹ dèo dòng nước hay mang theo bầu rượu đến sườn non, chắc trong đời này không chi thú bằng." Vị thứ hai đáp: "Cảnh gia đình sum họp vẫn là vui, nhưng nếu thêm vào đấy những thức ngon rượu quý và tiếng sinh ca khoan nhạc lẫn trong tình thân mật, nét hân hoan, thì tôi thiết tưởng hạnh phúc trên đời chỉ trong ngần ấy." Vị thứ ba nói: "Tôi thấy nếu ta sinh được trong dòng tôn quý giàu sang, ở lầu cao nhà rộng, sẵn tiền bạc nhiều, ta muốn sắm món gì tùy thích. Khi ra đường, ta phục sức cực kỳ xinh đẹp, xuống ngựa, xuống xe. Lúc nào nhà ta gọi đến, lắm kẻ kính thưa hầu hạ. Trong cảnh đó, thử hỏi còn chi hơn? Theo ý tôi, đó là thú vui độc nhất." Vị thứ tư lại bảo: "Giữa đời, tiền bạc quyền tước có lẽ còn dễ tìm hơn giai nhân. Riêng về tôi, người nào có được ba nàng hầu tuyệt sắc, kẻ ấy chưa chắc vua chúa sánh bằng. Còn thú vui gì hơn khi ngắm nét hoa tươi đẹp, bâng khuâng giường lạc non bồng, lúc nghe giọng hát du dương, ngơ ngẩn như vào động bích, lại còn lúc khi cùng người ngọc bàn câu phong tuyệt, cạn chén đồng tâm, chắc rằng hạnh phúc giữa trần hoàng không qua mấy điều tôi đã kể." Sau khi tỏ bày ý kiến, bốn vị đều cho chỗ nhận xét của mình là đúng, cùng nhau tranh luận vân vân. Bây giờ cách đấy không xa, Đức Phật đang đi kinh hành xung quanh kỳ hoàng Tịnh Xá. Nghe mấy lời ấy, Ngài động lòng thương xót, liền bước đến hỏi: "Các ông bàn luận chuyện gì thế?" Bốn vị tỳ kheo không dám che giấu, phải đem sự thật thưa lên. Đức Phật bảo:
Những lời mà các ông vừa nói đều là đường lối đi vào sự lo sợ, đau buồn, không phải hạnh phúc lâu dài chân thật. Vì sao? Cảnh vật dù tươi đẹp trong mùa xuân, nhưng sang thu đông là phải tàn tạ héo khô. Thần quyến tuy sum họp vui cười, song có lúc đau khổ vì sinh ly tử biệt. Tiền của, ngựa xe là những vật không lâu bền, và khi chết ta cũng không thể đem theo. Đến như sắc dục là một mối nguy vô cùng, vì nó làm cho con người ta thân thể suy mòn, tinh thần mờ mệt. Những cảnh hư nhà mất nước đều từ ấy mà ra. Tóm lại, bao thú vui các ông vừa kể đã mong manh ngắn ngủi lại chính là nguyên nhân cho sự luân hồi đau khổ về sau. Chỉ có cảnh niết bàn là sáng suốt, thường còn, an vui, trong sạch, đấy mới chính là nguồn hạnh phúc chân thật lâu dài. Là sa môn đã lánh trần tìm đạo, các ông đừng để cho sự vui giả dối ám ảnh mà tiến theo con đường chân chính, sáng suốt của mình. Tiếp theo mấy lời ấy, Đức Phật lại nói kệ rằng: Thương mừng sinh lo, thương mừng sinh sợ, biết rõ thương mừng, đâu còn lo sợ. Ái dục sinh lo, ái dục sinh sợ, nếu không ái dục, đâu còn lo sợ. Ham muốn sinh lo, ham muốn sinh sợ, nếu không ham muốn, đâu còn lo sợ. Ưa pháp trong sạch, lòng thành biết thẹn, sửa mình gần đạo, được chúng mến yêu. Xa lìa thị dục, nghĩ rồi mới nói, lòng không tham ái, sẽ thoát luân hồi. Đức Phật lại bảo bốn vị tỳ kheo: Về kiếp trước, có vị vua tên Phổ An, kết bạn với bốn ông vua bên nước láng giềng. Một hôm, vua Phổ An mời bốn ông bạn sang cho mình hội yến. Tiệc hoa kéo dài đến tận 4 tháng, tiếng ca nhạc, tức là ngon, đã làm cho tình thân hữu càng thêm đậm đà, khăng khít. Đến ngày chia tay, vua Phổ An hỏi bốn bạn rằng: Trên đời có thú chi vui nhất? Bốn vị quốc vương đều theo chỗ ưa thích, tuần tự đưa ra mấy điểm sau. Cuộc dạo chơi, gia đình sum họp, giàu sang, sắc dục. Vua Phổ An nói: Theo ý kiến của tôi, những điều các ông bàn luận đều là thú vui mong manh và nguyên nhân đau khổ, chỉ có đạo vô vi trong sạch là vui. Này các tỳ kheo, vua Phổ An thuở trước chính là thân ta ngày nay, bốn vị quốc vương kia là tiền thân của các ông đấy. Kiếp xưa ta đã giải rõ sự vui khổ mà các ông còn chưa hiểu nên mới trôi lăn mãi trong biển sanh tử cho đến đời nay. Nếu hôm nay các ông lại không cố gắng tu tỉnh thì bánh xe sống thác khổ đau chưa biết bao giờ dừng nghỉ. Nghe Đức Phật nói, bốn vị tỳ kheo hổ thẹn, sám hối khói tham dục tiêu tan, gương lòng lặng yên, trong sạch. Khi Đức Phật trở gót bước đi, không ai bảo ai, bốn người đều ngồi thẳng mình để tâm vào cõi thanh nhàn vắng lặng. Chiều dương từ từ đi thẳng xuống phương đoài xa thẳm, dạ thần cũng bắt đầu rủ màn âm u trên vạn vật. Giữa khoảng trống của hai quả núi bên chân trời Tây, bỗng lộ ra nhiều vệt mây hồng rực rỡ, tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo thiên thần. Cùng trong lúc ấy, khi ánh sáng đời sắp tắt, ánh sáng đạo lại bật chiếu nơi tâm của bốn vị tỳ kheo. Trong một buổi chiều xuân, họ đã tìm thấy nguồn hạnh phúc khơi dòng trong cảnh trời xuân bất diệt, trời xuân của ly dục và thanh đạm. Có thì sẽ mất, giàu sang sẽ nghèo hèn, tụ hội sẽ phân ly, mạnh khỏe rồi sẽ đau chết, 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 sẽ đau. Có một ông nọ ở thôn X, tỉnh Hà Bắc, con gái đã xuất giá, con trai đi lính đóng tại Tứ Xuyên. Trong nhà chỉ còn 2 ông bà. Lúc đó vào thời kỳ mới cải cách, nhiều gia đình bắt đầu giàu phất lên. Ông này tuy trong nhà y thực không thiếu, nhưng thấy nhà người khác phát tài, trong tâm cũng háo hức, nồn nao theo. Thế là ông lo tính toan,
phải làm gì đó để cũng phát tài như thiên hạ. Một chiều nọ, sau khi làm ruộng xong, ông chưa chịu về nhà, vẫn báo, ác 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 báo. Nếu mà mình tụng hết bộ kinh mà người tụng cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản, cảm thấy buồn phiền, thì cái trường hợp này đó là không có diệu không? Tức là coi như là không có cái gì hết. Cho nên có những người nữa mà họ tu theo kinh Pháp Hoa mà thầy nói đó, họ không hiểu rồi họ trở thành mê tín. Họ nghĩ là tụng được nhiều kinh là có phước. Do đó mà bây giờ đó họ nghĩ là cố làm sao mà tụng một ngày cho hết bộ kinh đi. Thì các Phật tử ở đây có ai tụng cái này rồi biết, một ngày tụng cho hết bộ kinh. Thành ra sáng khai kinh rồi tụng cho tới chiều hết bộ kinh không? Nó tôi tụng được bộ kinh rồi đó, rồi mới đếm ngày mai ấy, tụng bộ nữa. Mà có những người đó tụng tới 100 bộ kinh, có những người tụng tới 1000 bộ kinh. Thì bây giờ những người này đó mà không thấy được cái sự nhiệm màu ở trong kinh đó, tức là cái diệu ở trong kinh đó, thì cái này mình coi như là họ chưa có đọc được chữ nào của kinh Pháp Hoa. Nên là các Phật tử nên biết cái chỗ đó. Cho nên một chữ cũng được, mà dài hơn nữa là một câu cũng được. Thành ra các bậc thánh tăng mà thầy thấy đó, như ngài Liên Hoa Sanh, tức là Tây Tạng, người mà sáng lập mật tông. Thành ra ngài Liên Hoa Sanh là gì? Ngài hiểu được cái nghĩa của chữ diệu này mà ngài sanh ra được cái trí tuệ. Cho nên ngài nói là trí tuệ sanh ra ở trong hoa sen. Trí tuệ mà sanh ra ở trong hoa sen. Cho nên ngài chủ trương là niệm đề kinh thôi. Cho nên niệm đề kinh thôi thì cái đó nó có nhiều cái mà linh nghiệm không thể hiểu được, không thể hiểu được. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà ngài mới nói chuyên tụng cái đề kinh. Mà đề kinh theo tiếng Tây Tạng á, thì họ tụng, họ gọi là gì? Ở trong tiếng Tây Tạng á, thì Mani Padme Hum. Thì nếu câu này đó, cái diệu của nó là gì? Tức là ngài Bồ Tát Quan Âm á, mà cho Bồ Tát Quan Âm mà cho Đường Huyền Trang á, cái câu thần chú này. Tại vì chữ diệu người ta không hiểu được nghĩa của nó, cho nên người ta nói đó là thần chú. Cho nên đó trở thành câu thần chú đi. Thì trở thành câu thần chú. Nhưng mà câu thần chú đó, nó có cái khả năng làm là trấn áp được ông Tề Thiên Đại Thánh, phải không? Cái này là diệu. Thành ra ngài Huyền Trang á, thì chỉ có làm cái việc duy nhất tới cái núi Ngũ Hành Sơn, cái chỗ mà đè ông Tề Thiên đó, chỉ gỡ cái lá bùa đó. Nó có mấy chữ Mani Padme Hum đó, đây gọi là câu thần chú của Bồ Tát Quan Âm. Thế nên ngài chỉ gỡ cái lá bùa ra một cái là ông Tề Thiên Đại Thánh ông dùng mình một cái là núi sập xuống hết rồi. Ông ra được. Mà chỉ có một cái đó thôi mà không nhốt, mà giữ ông ta lại. Tại vì á, cái khi mà ông loạn thiên cung, ông đánh lên tới trên trời, binh tướng của nhà trời đó cũng không đánh lại ông Tề Thiên Đại Thánh. Thua.
Cho nên lúc bây giờ đó, Ngọc Hoàng mới sai qua cầu tổ Như Lai để tới cứu giúp. Thì bây giờ Phật tổ Như Lai mới nói với ông Tề Thiên là bây giờ nếu mà ông mà có 72 pháp thần thông biến hóa thiệt đó, thì bây giờ đó ông nhảy ra khỏi bàn tay ta đi, phải không? Nhảy ra khỏi bàn tay của Như Lai đó, thì ta sẽ nói Ngọc Hoàng nhường ngôi lại cho ông. Thì ông Tề Thiên ông mới nghĩ, ông nhảy một bước đó là từ đây mà đi, đi tới Tây Phương, mà chẳng lẽ cái bàn tay Như Lai ông nhảy không được. Thế nên Đức Phật mới đưa cái bàn tay lên, ông Tề Thiên Đại Thánh mới nhảy qua một cái. Rồi ông quay trở lại, ông nói tôi đã nhảy qua khỏi bàn tay rồi đó, thì bây giờ Đức Như Lai nhường, kêu ông Ngọc Hoàng nhường ngôi cho tôi đi. Thì bây giờ đó, ông Tề Thiên Đại Thánh ông nói như vậy đó, thì bây giờ Đức Phật biểu sao? Là đâu ông có nhảy qua khỏi bàn tay ta đâu, ông còn ở trong lòng bàn tay mà. Ông nói tôi nhảy qua tới bên đó rồi, mà tôi thấy có 5 cây cột đó, thành ra tôi mới viết ở trên cây cột của nhỉ. Ông viết cây cột gì? Ông nói Tề Thiên Đại Thánh Đáo Thử Nhất Du, tức là Tề Thiên Đại Thánh đã mới tới đây là lần đầu tiên, tại tới chân trời rồi mới thấy có 5 cái cột. Đức Phật mới đưa bàn tay lên, đây ông nhảy đâu, ông viết trên bàn tay ta thì viết trên ngón tay đây mà nhảy. Thì bây giờ đó, lúc bây giờ đó, thì Đức Phật mới úp bàn tay trở lại, đẩy ông dưới này, thì bàn tay Đức Phật biến thành cái núi Ngũ Hành Sơn đè ông này này. Mới có một cái lá bùa đó dán ở trên, lá bùa đó dán ở trên cái núi đó, cho nên ông không dùng giấy gì được hết, không ra được, nằm nó tới 500 năm mà chịu như vậy. Thì lúc bây giờ đó, Bồ Tát Quan Âm mới cho Đường Huyền Trang một cái câu thần chú để mở cái này. Thì Ngài Huyền Trang mới tới đó, mới tháo cái lá bùa này ra, thì cái ông này dậy được. Cho nên cái này người ta gọi là diệu. Thiên binh thiên tướng đánh dẹp cũng không được, đánh dẹp không được, mà chỉ có một chữ diệu thôi. Chỉ có Đức Như Lai không cần đánh gì hết mà vẫn nhốt ông Tề Thiên được. Cho nên cái người thực ra tu theo kinh Pháp Hoa đó là phải hiểu cái nghĩa đó, tức là cái sự mầu nhiệm của nó không thể giải thích được, không cắt nghĩa được, mà đó là sự thật. Cho nên những cái việc gì mà ta làm mà ta thấy cái này ta không thể hiểu được, không giải thích được, mà nó có cái kết quả tốt, thì ta nói cái này là diệu. Cho nên tất cả những cái việc nào mà thầy làm, thầy nghĩ này ngoài cái hiểu biết của mình, thầy nói đây là diệu. Thì mới có một chữ thôi chứ chưa nói hết. Hết bộ kinh thì nó còn có nhiều cái mầu nhiệm khác nữa, nên các Phật tử phải thấy. Cho nên cái khi mà thầy khởi công xin xây cái Việt Nam Quốc Tự, thì tất cả mấy thầy nó làm sao xin được, rồi xin được rồi mấy thầy nó làm sao mà có tiền để xây, phải không? Nhưng mà rồi đó, ngược trở lại, trong thời gian rất ngắn, chỉ có 3 năm thôi mà mình xây xong được cái chùa, xây xong được cái chùa. Có thể nói là cái chùa này là chùa lớn nhất ở thành phố từ trước tới giờ. Cái này là gì? Thầy nói là diệu. Cái này không có thể giải thích được, mà tại vì khi mà làm cái việc này đó, thầy không đi xin tiền. Mấy thầy nói bây giờ mình phải đi xin tiền,
phải vận động, phải thế này phải thế kia mới làm được. Nhưng mà cái này mình không làm mấy cái này, nhưng mà tự nhiên được đó. Thầy mới nói cái này là Phật làm, không phải mình làm, không phải thầy làm, không phải tất cả mấy thầy làm mấy. Cái này là Phật làm. Cho nên mình không thể nào hiểu được. Cái này là diệu đó. Cái này Kinh Pháp Hoa là cái chính này. Cho nên chúng ta có thể tụng hết cả bộ kinh cũng được, nhưng mà hiểu cho được một chữ ở trong đó và áp dụng cho được một chữ ở trong đó, thì ở trong đời chúng ta sẽ có được những cái điều linh nghiệm. Mà cái linh nghiệm đó ta gọi là Pháp Hoa. Còn mình tụng 1000 bộ kinh mà ở trong đời mình không thấy có một cái gì mà linh nghiệm đây đó, thì coi như không có chữ nào hết. Bổn môn là cái này. Cho nên về tích môn thì nó có hình thức, nó có văn tự, nó có chữ nghĩa, phải làm thế này, phải làm cái kia. Nhưng mà bổn môn thì cái làm này không thể thấy được, không thể biết được, không thể hiểu được. Cái này tao gọi là bổn. Cho nên ta muốn tìm về cái gốc của nó, tại sao mà nó được cái này. Đây ta tu theo bổn môn. Ta tu theo bổn môn. Cho nên ở trong cái đời tu của thầy, nhiều năm tụng Kinh Pháp Hoa rồi đó, thầy mới thấy tất cả những cái gì mà thầy góp nhặt được ở trong cái đời sống tu của mình lại đó, thì nó thành ra cái bổn môn này, thành ra bổn môn Pháp Hoa này. Mà thầy coi như cái bổn môn Pháp Hoa này đó là thầy góp nhặt từ Kinh Nguyên Thủy và Kinh Đại Thừa dồn hết ra đây đó, nó còn nhiều đó thôi. Thầy này Kinh Phật thì nhiều, nhưng mà thầy nhận ra được những cái điều mình có thể ứng dụng trong cái đời sống tu của mình và có kết quả đó, thì góp nhặt cái này lại để mà truyền trao cho những người khác, để họ thực tập cho giống như mình. Do đó mà tất cả các Phật tử chúng ta đây trong đạo tràng đó, khi mà chúng ta tu đó, mà chúng ta thấy có một cái điều gì lạ trong cuộc sống của mình, thì cái này thầy nói là một cái sự mầu nhiệm mà chúng ta có được. Thế nên có những cái trường hợp đó, ta tưởng như là mình không sống được, nhưng mình vẫn sống. Thì cái này đó là mầu nhiệm. Ta tưởng chừng như là ta không thể nào làm được mà ta làm được, thì cái này là mầu nhiệm. Cho nên trong cuộc sống chúng ta đó, mà hãy thấy được cái đó đó, thì chúng ta mới ham tu, phải không? Mới ham tu. Còn không có được cái gì đó thì ta không ham tu. Nên có những người nữa mà họ tu, họ cầu nguyện, họ gian sinh đủ thứ chuyện hết đó, nhưng mà không được gì hết thì họ bỏ, họ đi chỗ khác đó. Đi chỗ khác cầu nữa, không được nữa, bỏ đi chỗ khác nữa, thì thầy nói là cả đời của họ chẳng có được cái gì hết. Thành ra các Phật tử nghiệm rồi thế. Cho nên một chữ, một câu cũng được, mà phải hiểu được, mà phải áp dụng được, mà có kết quả được. Thì cái trường hợp này đó là tu theo Kinh Pháp Hoa. Cho nên người tu theo bổn môn Pháp Hoa, những người trước thầy đó, thì thầy thấy ta rút lại, người ta còn có 4 chữ là diệu pháp liên hoa thôi. Ta nói diệu pháp liên hoa. Thì bây giờ thầy thấy ni sư Chứng Liên ở bên Đài Loan đó, cái bà này thì cũng không học hành gì, không học hành gì hết, nhưng mà tự nhiên bà cảm được Kinh Pháp Hoa rồi đó, cứ mỗi ngày đó bà đối trước Phật đó, bà lại cái này, diệu pháp liên qua kinh, lại cái này, lại đề kinh thôi, lại như thế. Nhưng mà bà làm được bao nhiêu cái việc mà những người khác làm không được, các bậc cao tăng làm không được. Cho nên đầu tiên mà thầy qua đó thầy thấy đó, bà xây được một cái bệnh viện mà có thể nói là cái bệnh viện lớn nhất. Rồi sau đó bà lại đi làm cái công tác từ thiện, có thể nói là ở trên tất cả các châu lục đó, là có người của bà tới đó làm hết. Sao bà giỏi vậy mày? Không học hành gì hết nhưng mà sao lại làm giỏi mày? Tại ở Việt Nam mình cũng có một nhóm
mà đi theo bà Chứng Nghiêm Vinh Đài Loan về đây làm từ thiện, có tới đây gặp thầy. Thầy nói cái này là diệu. Hỏi bà tu cái gì? Bà chỉ lại có bốn chữ thôi. Ta nói diệu pháp liên hoa. Mà nếu hãy hiểu cho được bốn cái chữ này rồi đó, bà tu bốn cái chữ này không đó, thì quý vị thấy có kết quả lớn. Cái kết quả lớn đó. Tức là cái thứ nhất đó, là cái diệu pháp đó, tự nhiên nó cho chúng ta biết được những cái điều mà chúng ta không thể biết được. Nên cái chỗ này đó, thầy nói thêm cái để các Phật tử hiểu nữa. Thành ra chúng ta suy nghĩ chúng ta không thể hiểu được. Nhưng mà bây giờ đó, cái niềm tin của chúng ta nó ở Phật đó, thì lúc bây giờ đó, tự nhiên ta không suy nghĩ gì hết đó, mà ta hiểu. Đây diệu pháp rồi. Thế nên có người tới với thầy á, tới với thầy nói chuyện này nói chuyện kia đó, thầy cũng không cần nghe, thầy cũng không cần nhìn người đó, nhưng mà bằng cái cảm giác của thầy, biết không, tại thầy tu theo kinh Pháp Hoa, cái cảm giác của thầy đó, thầy nói tất cả cái này là ảo, cái này là không thực. Nó cho mình biết như vậy. Thế nên cảm giác của thầy đó, cái người này tốt, cái người này làm được, đúng rồi, hợp tác được. Cái này là Phật khiến tới đây, cái này là diệu này. Chứ còn người ta nói thế này, người ta nói thế kia đó, thì phần lớn đó, thầy ít nghe nó. Nhưng phần nhiều thầy nghe cái chỗ diệu này, cái chỗ trực giác của mình không cần suy nghĩ này. Chứ còn bây giờ mình tìm hiểu có cái người này đó, họ ở đâu, họ học trường nào, họ làm cái gì, để kiểm tra lại, cái này thì nó là có thể hiểu được 50% thôi. Còn cái trực giác của mình không cần tìm hiểu cái này, nhưng mà cái hiểu của mình tương đối chính xác hơn, và cái việc làm của mình không thất bại. Thầy nó tu Pháp Hoa, cái này là diệu, diệu pháp đó. Đó là trên bước đường tu của ta. Mà muốn được cái này thì sao? Chúng ta phải sống một cái đời sống trong sạch như hoa sen. Ba cái điều quan trọng nhất đây đó, là ba cái điều ác độc đó, là không ham muốn. Cái điều này quý vị bỏ đi thì sẽ nhận được cái mầu nhiệm kia. Còn nếu không bỏ cái ham muốn của mình đó, mình muốn cái này, muốn kia, muốn cái nọ đó, mình tới mình gian xin cầu nguyện đó, cái này chỉ có quỷ thần nó cho mình thôi, chứ Phật không có cho mình. Thầy nói cái này đó là chỉ có xã hội đen thôi. Xã hội đen đó, mà mình kết hợp với nó nữa là mình chết rồi. Nên mình kết hợp với quỷ thần á là mình coi chừng mình chết rồi. Tại vì mình nhiều ham muốn quá, mình nhiều ham muốn cho nên á mình mới bị nó dụ dỗ. Thì quỷ thần là thuộc cái này. Cho nên á Đức Phật nói người muốn tu Pháp Hoa đó, là cái điều đầu tiên đó là chúng ta phải cắt cái ham muốn, cắt ham muốn. Thì bây giờ mình gặp một người, đầu tiên mình nhìn một người, quý vị nghĩ cái gì trước? Đây là cái điều quan trọng. Đây là cái người tốt phải không? Người tốt để làm gì? Để mình nhờ vả họ phải không? Người tốt để mình nhờ vả họ đó, thì cái này tự nhiên không còn tốt nữa rồi. Mình có cái ý niệm nhờ vả người ta nữa thì cái này không tốt nữa. Tại vì cái người tốt thiệt ở chỗ này đó, là như là hoa sen, ví như là hoa sen. Cho nên con người mình trong sạch hoàn toàn, không ham. Vì vậy đó, mà bây giờ mình lại có cái tâm khác, nó giống như Phật đó, thì Phật mới hộ niệm mình được chứ. Cho nên mình nhìn thấy một người, thì cái việc đầu tiên đó, mình nghĩ gì? Mình làm cái gì cho họ đấy? Mình làm cái gì cho họ để họ được an vui? Mình làm cái gì cho họ để họ bớt khổ, phải không? Đây là trên đời của mình á. Tài chính có cái tâm giống Phật như này, trong sạch như này, như hoa sen này đó, không có nghĩ là nhờ vả ai hết. Thì cái trường hợp này đó, thì lúc bây giờ đó đồng với Phật, cho nên Phật mới hộ niệm, mới công nhận mình được.
Cho nên con người mình không trong sạch thì không thể nào có những cái màu nhiệm kia. Chứ không phải là tu theo Pháp Hoa là tụng tính bộ, phải không? Cho nên bây giờ cái người mình tụng cho hết bộ kinh thì mình được phước nhiều quá. Nhưng mà cái này coi chừng không có, mình không được gì hết. Nên là có nhiều người tu 50-70 năm rồi nhưng mà cái kết quả không thấy có. Là thầy nói tại sao vậy? Là vì họ ham muốn nhiều quá. Mà khi ham muốn rồi xong không được á, thì họ dễ buồn phiền bực tức, phải không? Thầy đang nghĩ là tu theo Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa thì mình sẽ được phước đây, để mình được cái này được cái kia. Nhưng bây giờ quý vị tụng không thấy được nữa thì thôi bỏ, phải không? Bỏ đi kiếm cái khác nhé, để tu pháp môn khác, theo thầy khác. Đây cái trường hợp người ta tu vậy. Cho nên họ phát xuất từ cái lòng ham muốn mà tu thì cái trường hợp này không kết quả. Cho nên cái người tu trong sạch là sao? Đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta phải tịnh hóa cái con người mình trước. Chứ còn đừng để cái thân này nó như một cái thùng phẫn biết đi. Mà cầu Phật thì cái này không có đâu, chỉ có ma quỷ thôi. Đây cái thân này nó ô uế rồi, mà cái tâm của mình á thì ô uế nữa. Hai cái này cộng trở lại nữa thì cái trường hợp này chắc chắn là chúng ta rơi vô cái thế giới ma, chứ không thể nào mà tới với Phật được. Cho nên phải tịnh hóa nó đi. Mà tịnh hóa cái tâm này đó thì đầu tiên là cắt bỏ cái lòng tham trước. Cho nên lòng tham bỏ trước, rồi cái bực tức cũng cắt bỏ luôn được. Cho nên cái người tu không tụng chữ nào hết của kinh, nhưng mà lòng tham chúng ta không còn nữa, mà bực tức chúng ta không có. Cho nên gặp bất cứ một người nào thì trong lòng chúng ta liền khởi lên ký niệm, làm sao cho họ được an vui, làm sao cho đời này bớt khổ. Khởi ý niệm này, đây là khởi đầu ta tu, tu theo kinh Pháp Hoa. Nếu không có cái tâm này, cái tâm Phật, đó là trên bước đường tu. Cho nên cái này đó, thân chúng ta trong sạch như hoa sen, mà trong sạch như hoa sen này đó, là thầy nói là không có ý nhờ vả ai hết, nhưng mà có cái ý là thay Phật để độ đời đây, để giúp người đây đó, thì cái trường hợp ta sẽ được Phật thọ dụng. Thành là Phật thọ dụng ta, thì lúc bây giờ đó tất cả những cái việc làm của chúng ta đều được mầu nhiệm hết, không thể biết trước được hết. Đó là trên bước đường tu. Cho nên muốn tu theo bổn môn Pháp Hoa là tìm cái cội nguồn chỗ này. Thành cái gốc chỉ có bốn chữ này thôi. Bốn chữ này mà nếu hai ta thực hiện được thì tất cả những cái khác lần lần chúng ta hiểu rõ thêm, phải không? Cho nên hiểu cái chỗ này rồi, bây giờ đó khởi đầu mà thầy biên soạn cái kinh Pháp Hoa bổn môn này cho tất cả các Phật tử đồng tu đó, mà cái này cũng là chính là biên soạn cho thầy tu, và thầy cũng chuyên tu cái này thôi. Cho nên cái điều quan trọng nhất khởi đầu, quý vị đọc cái bài nào, đốt nén tâm hương trước Phật đài, phải không? Thế trước bàn Phật, trước bàn Phật ta gọi là Phật đài. Cho nên trước Phật đài đó ta đốt cái nén hương, mà hương này đó ta gọi là hương lòng mình, chứ không phải hương ở ngoài. Cho nên đa số đó là chúng ta đi ra chợ chúng ta mua hương, nhưng mà thậm chí ta mua nó mà ta còn nghĩ là tìm cái hương nào rẻ tiền chút thôi. Thế nên tìm cái hương rẻ tiền này nữa, coi chừng chúng ta đốt lên nữa thì cái khói hóa chất này nữa nó sẽ gây ung thư cho ta này. Cho nên chùa mình nếu quý vị tới thấy không có thắp hương, phải không? Có nhưng mà rất ít. Cho nên cái chính của mình là tâm hương là chính. Còn ở đây mình đốt một nén hương, mà hương này nó thường là thầy lựa rất cẩn thận, rất cẩn thận cái hương này đốt lên. Đó là cái chính. Mượn cái hương này gắn kết với cái hương lòng của mình,
Hai cái này kết hợp lại với nhau, cho nên cái tâm mình nó hoàn toàn thanh tịnh. Mình nhìn cái làn khói hương bốc lên, thấy không? Tự nhiên mình nghe cái mùi hương thiệt, thành ra mình thấy nó lạ. Cho nên có những lần có đốt hương, thầy nghe mùi hương. Nhưng mà có những lần thầy tụng kinh Pháp Hoa, thầy không đốt hương mà thầy vẫn nghe mùi hương. Thầy này thầy nói là diệu, thành ra diệu. Cho nên cái bộ kinh Pháp Hoa đó, bộ kinh Pháp Hoa mà bây giờ đó, thầy để ở trên trên nóc tháp ở trên chùa mình đó, thờ trên đó. Bộ kinh này đó, tự nhiên đó, sao thầy dở nó ra, bộ kinh bằng chữ Nho, chữ Hán, thầy dở ra đó, thầy nghe cái mùi hương, thầy nói diệu. Kinh Pháp Hoa thầy gọi là này là vô tự chân kinh, tức là kinh không có chữ, phải không? Mà thầy chỉ nghe được cái mùi hương lạ thôi. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu hành cái này là quan trọng. Cho nên nghe được cái mùi hương lạ rồi đó, chúng ta mới phân tích ra để chúng ta hiểu đó, ta hiểu cái này này nhé. Thầy đã tới cái phẩm Pháp Sư Công Đức, Đức Phật nói phẩm Pháp Sư Công Đức, Đức Phật nói rõ đó. Cái người trì kinh Pháp Hoa là phải có những cái đặc tánh mà người thường không có. Đặc tánh đó là gì? Họ có được 6.000 cái công đức đó. Thì bây giờ quý vị tìm xem coi mình được cái công đức nào chưa, phải không? Cái người mà tụng kinh Pháp Hoa đó, họ sẽ có được 6.000 công đức. Mà có được 6.000 công đức đó, thì trở thành hành giả Pháp Hoa. Đây là trong cái phẩm Pháp Sư Công Đức, Đức Phật nói. Ta đã tụng kinh Pháp Hoa mà có được 6.000 công đức này đó, thì bây giờ trở thành hành giả Pháp Hoa, tu thiệt đây. Còn nếu chưa sanh ra được công đức nào hết đó, thì cái này là giả. Trên bước đường tu nó khó ở chỗ đó. Cho nên 6.000 công đức là gì? Đầu tiên là Đức Phật nói họ sẽ có được 800 công đức nhãn. Tức là con mắt của họ đó, họ có được 800 công đức. Tất cả những người tu các cái pháp môn khác của Phật đó, là khi nhập định họ biết được hết, nhưng mà xả định họ không biết. Người tu theo Pháp Hoa đó, thì cái trường hợp đó, nhập định hay là xả định đó, tự nhiên họ có con mắt, ta gọi đây là mắt Phật. Họ có con mắt Phật đó. Thành con mắt Phật đó, thì ta nói mắt Phật mình nằm ở đâu? Nó nằm ở giữa cái chặng mày. Cái chặng mày bên này, chặng mày bên này, ở giữa chặng mày. Thế nên Đức Phật quý vị nhìn lên nó thấy nó có như là một viên châu, phải không? Nên đây ta gọi là mắt Phật. Mắt Phật, mắt giữa. Con mắt giữa đó nó có cái khả năng là nhìn người biết hết. Nhìn người biết hết. Cái người này họ tới với mình, họ gặp mình, họ làm cái gì đây, họ cần cái gì đây, họ muốn cái gì đây, phải không? Họ từ đâu tới này? Tại vì nó nhờ cái công đức trì kinh của họ đó mà họ có được cái này, thấy biết. Cho nên lúc bây giờ đó, mình mới chọn được bạn tốt chứ, mình mới tránh được bạn xấu. Thế nên mình nhờ có mắt giữa đó, nhờ có mắt giữa đó mà mình nhìn mình thấy. Cho nên họ tới với mình, mình nhìn mình thấy nè, cái người này nữa từ địa ngục mới lên, phải không? Cái người này từ Atula mới đến, phải không? Biết rồi, nó là từ Atula tới đây nữa, thì cái trường hợp này chắc chắn là nó hung dữ rồi, phải không? Mình biết nó là người hung dữ, thì khi mình gặp người hung dữ đó, thì mình phải có một cái thái độ như thế nào đó, cho nên mình không bị này. Còn cái người tụng kinh Pháp Hoa mà không có cái này nữa là chưa phải là hành giả Pháp Hoa. Nó từ Atula tới đây cho nên nó hung dữ. Rồi đó, mình nhìn mình thấy con người đó, mình biết đó, nó từ ngạ quỷ tới đây, nó mới từ ở trong thế giới ngạ quỷ nó sanh lại loài người, mà ngạ quỷ là quá tham lam đi. Cho nên nhìn cái mặt của nó mình biết nó là tham rồi, phải không? Đa số chúng ta bị mắc lừa là vì ta cũng tham, cho nên nó cũng tham. Hai cái này gặp lại với nhau đó, thì cái trường hợp này
chắn nó tăng lên gấp đôi mà quả báo tới không lường được. Bây giờ ta tụng kinh Pháp Hoa rồi, ta biết nó là ngạ quỷ sanh lại, cho nên cái tánh tham lam nó nhiều, nó là Atula sanh lại, cho tánh hung dữ nó nhiều, phải không? Đây là cái điều ta thấy, ta nhìn ta thấy được, ta biết, cho nên nó không mắc lầm này. Cái người này nó là chư thiên sanh lại không? Cái người này là Bồ Tát sanh lại không? Cho nên Bồ Tát sanh lại làm người, dầu làm cái gì đi nữa đó, ta cũng nhận ra đây là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát Quan Âm đó, thì có khi đó, thì Ngài hiện làm bà già, phải không? Có khi thì Ngài hiện làm người ăn mày, phải không? Tức là Ngài hiện đủ thân hình hết đó. Chứ lấy một. Nhưng mà mình tụng kinh Pháp Hoa, dầu Ngài ở cái hình nào đó, mình biết đây Bồ Tát Quan Âm, thì mình chắp tay, mình đảnh lễ được, phải không? Đây là cái người trì kinh. Nghe người trì kinh nhé. Cho nên trong cái thế giới này của mình đây nè, Đức Phật nói là Bồ Tát cũng hiện vô đây để độ đời. Cho nên người trì kinh Pháp Hoa phải tìm Bồ Tát, phải nhận thấy cái này là Bồ Tát, để chúng ta thân cận, chúng ta học hỏi, chúng ta hợp tác. Tại vì ta chưa có khả năng làm Bồ Tát được, thì lúc bây giờ đó ta hợp tác với các vị Bồ Tát này, để chúng ta học, ta làm theo, ta làm theo Ngài, thì lần lần nữa chúng ta mới sanh ra công đức được đây trên bước đường tu. Cho nên người này đó, họ sẽ có một cái tiến bộ trên cuộc đời tu hành của mình. Còn nếu không có cái này đó, chúng ta tu nó cứ xuống lần. Thôi ban đầu chúng ta trẻ, chúng ta khỏe, chúng ta đẹp, ta làm được việc này việc kia, tới hồi già yếu rồi nữa thì coi như mất trắng hết, không còn làm được gì nữa hết, rồi trở thành hận đời, thì cái này đi vào địa ngục rồi. Thế nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, ta nhận ra được. Cho nên cái công đức nhãn này đó, nói cho đủ, Đức Phật nói là có 800 công đức nhãn. Nhìn cái chúng ta biết. Vì vậy đó, mà ta biết ở trong cái thế giới này, ai là ma quỷ sanh lại đây, ai là trong ba đường ác sanh lại đây, ai là chư thiên sanh xuống đây, thấy chúng ta biết. Cho nên đó, Cái người thường á thì thấy, bảo là Thái tử Sĩ Đạt Ta, cái khi mà đi tu đó, đầu tiên mà đi tu đó, thì đầu tiên Ngài gặp một anh thợ săn, phải không? Anh thợ săn mà mặc áo sa môn, mặc áo tu mà đeo cung tên ở bên trong. Tên anh thợ săn mà lại mặc áo tu mà đeo cung tên à, thì cái này chúng ta nghĩ sao? Anh thợ săn không? Nếu mà có con mắt giữa nhìn thấy đó, nhìn thấy, nếu có mắt giữa nhìn thấy thì người ta nhìn, người ta thấy cái ông thợ săn này đó chính là ông Thiên Đế Thích, tức là ông Trời Đế Thích đó, ông Trời Đế Thích đó, mà hiện ra để mà cảnh báo cho Thái tử Sĩ Đạt Ta khi đi tu. Cảnh báo cái gì? Coi chừng những ông thầy tu mà ở trong người có dấu cung tên đó, nó hại mình đó. Cho nên phải phân biệt ông thầy tu giả, ông thầy tu thật đó. Phải tìm thấy ông thầy tu giả, ông thầy tu thật. Tìm ông thầy tu thật ta nương ta tu. Thấy ông thầy tu giả chúng ta phải tránh đi. Giả ở chỗ nào? Có cung tên bên trong, tức là giết người. Ông thầy tu này nữa là ông thợ săn. Thái tử Sĩ Ta mới hỏi, ủa sao Ngài làm thợ săn mà lại Ngài mặc áo tu làm gì? Nói ông không biết, tại vì tôi mặc áo tu để cho các cái loài thú nó thấy ông thầy tu nó không sợ, nó tới gần tôi mới bắn nó được chứ, phải không? Đây cái điều quan trọng nhất. Cho nên khi mà mới đi tu, thái tử mới đi tu là ông Trời Đế Thích ông xuống, ông cảnh báo trước. Tại ông này có căn lành và muốn đi tu thiệt, cho nên trên bước đường tu đó, nó có cái người xuất hiện. Thế nên ta nhìn ta thấy là ông thợ săn mà mặc áo tu, nhưng mà có mắt huệ nhìn thấy đó, là bên trong là ông Trời Đế Thích mà đóng cái vai ông thầy tu giả để cảnh báo cho thái tử khi mà đi tu.
Tại lúc bây giờ đó là tôn giáo nó quá nhiều đi, thầy tu nó quá nhiều đi, đủ thứ hết, cho nên phải nhìn kỹ. Thì rồi nhìn qua nhìn lại đó, cái ông thầy tu này, thầy tu giả này biến mất phải không? Đổi áo cho nhau rồi đó, ông thầy tu này biến mất kìa. Thấy ông trời giả ra. Rồi lại gặp ông thầy tu khác nữa. Thì ông thầy tu khác nữa là ông này ông gì? Ông thầy tu khác nữa đó, là lúc bây giờ cái ông này nó là khác nữa. Tức là Phổ Hiền Bồ Tát hiện thân lại. Nếu mà có mắt huệ đó, mắt Phật đó, thì nhìn thấy đó, là ông thầy tu bên ngoài là ông thầy tu, nhưng mà bên trong ông thầy tu này đó là Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên ta tu theo Kinh Pháp Hoa là Phổ Hiền Bồ Tát hay hiện thân trở lại mà làm bạn đồng tu với ta để giúp đỡ ông ta. Này quan trọng chứ. Cho nên trên bước đường tu của thầy đó, thầy thấy có những cái điều mà lạ như vậy đó. Có những người mà họ lạ như vậy đó, thầy nói đây nhìn kỹ xem thử coi Bồ Tát nào hiện ra đây. Cho nên Bồ Tát nào hiện ra đây để giúp mình trên bước đường tu đây. Cho nên khi mà mình đi tu mà mình không có những cái người mà tốt giúp đỡ như vậy đó, thì cái tu của mình không có kết quả đâu. Cho nên lúc bây giờ Phổ Hiền Bồ Tát đó, cũng hiện ra làm ông thầy tu để chi? Để dẫn lối đưa đường mình. Thành Bồ Tát dẫn mình đi khác, còn ma dẫn lối quỷ đưa đường nữa, thì cái này nguy hiểm không? Thành ra cái trường hợp đó, bây giờ mình gặp khó khăn quá, cho nên mình gặp một người bạn là ác ma, nói thôi bây giờ nữa chỗ kia đó có ông thầy bói ông hay lắm phải không, tôi dắt bà tới đó bà bói một cái là chắc rồi, cái miếu kia linh lắm đó, bà tới bà cầu cái gì cũng được hết. Đây là ma quỷ, đây ma quỷ dẫn lối đưa đường, rất sợ cái này. Trên bước đường tu của chúng ta đó, mà ta cứ gặp những cái thứ này không á, tức là nghiệp ác chúng ta nhiều, trong lòng chúng ta không thật, ta còn ham muốn đó, thì nó sẽ dẫn chúng ta đi. Nhưng mà bây giờ chúng ta quyết tâm tu đó, thì Bồ Tát Phổ Hiền hiện ra đấy. Thế nên Bồ Tát Phổ Hiền đó là có phát nguyện ở trong Kinh Pháp Hoa sao? Nếu người tu theo Kinh Pháp Hoa mà gặp chúng ma thường tới nhiễu hại đó, thì Phổ Hiền Bồ Tát sẽ giữ ma lại, phải không? Sẽ giữ ma lại để cho mình tu chứ. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nếu người tu theo Kinh Pháp Hoa đó mà đọc kinh không hiểu, thì ta sẽ hiện ra làm bạn cùng tu với họ để giúp đỡ họ. Cho nên lúc bây giờ đó, Phổ Hiền Bồ Tát mới hiện ra vị Sa Môn, hiện ra ông thầy tu. Người thường thì nhìn thấy đây là ông thầy tu, ông thầy tu cũ tới dụ dẫn ông thầy tu mới, phải không? Đấy, ông thầy tu cũ dụ ông thầy tu mới, thấy ông này mới tu coi còn lờ mờ đây, chắc lẽ mình dụ được tới dụ, thấy không? Nhưng mà bằng con mắt Phật á, cái người trì Kinh Pháp Hoa nhìn thấy là hóa ra Bồ Tát Phổ Hiền. Thế nên Bồ Tát Phổ Hiền, cho nên lúc bây giờ nữa, bây giờ ông đi tu, ông muốn đi tu, thì tôi chỉ cho ông cái chỗ ông tới, chỉ cho ông tới cái chỗ đó ông tu được. Cho nên cái ông này mới dắt Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tới cái đạo tràng của ông Kamala này. Mà trên đường đi đó, thì cái ông thầy tu này đó, ông Bồ Tát Phổ Hiền này đó, ông mới chỉ cho Thái tử Sĩ Đạt Ta này. Tại vì tôi là tu khổ hạnh, tôi chỉ ăn trái cây, ăn lá cây và ăn rễ cây thôi, tôi ăn ba cái thứ này chứ tôi không ăn đồ nấu nướng. Thành ra mình gặp cái ông tu như vậy đó, tức là không ăn đồ nấu nướng nữa, tức là không có giữ tiền bạc, không có ham muốn, phải không? Đây là chúng ta có thể tin cậy một phần. Cho nên lúc bây giờ đó, ông mới chỉ cho Thái tử Siêu Ta này, đây cái cây này đó, cái rễ của nó là thuốc đó. Thành ra khi nào đói không có gì, bóc rễ cây này lên ăn, nhìn nó, nhìn cái cây này biết cái rễ, rễ của nó là thuốc đó. Đây trái cây này đó ăn được, hái ăn.
Lá này nó ăn được thì ăn. Cho nên ở trên bước đường tu thầy đó, thầy cũng gặp mấy ông thầy tu núi nó cũng chỉ cái này. Rễ cây, lá cây và trái cây này. Mà ông có nói thêm cái nữa này, này. Cái này là kinh nghiệm của thầy chứ trong kinh muốn nói không? Ông có nói này. Ở trong rừng đó, thì chú thấy đó, cái trái nào đó mà khỉ nó ăn được á thì chú hái ăn không chết phải không? Chứ đừng ăn tầm bậy chết. Cái lá nào đó mà nai nó ăn được á, thú nó ăn được á, thì hái ăn không chết. Thành ra thầy lúc mà thầy tu núi á, thầy lại gặp cái ông thầy, ông chỉ cho cái cách sống này. Lá cây nào ăn được, rễ cây nào ăn được, và trái cây nào ăn được. Cho nên ở trong rừng thì chỉ ăn mấy cái thứ này thôi. Tu khổ hạnh phải ăn mấy này thôi. Thì Phổ Hiền Bồ Tát mới hiện ra chỉ cho Thái tử Sĩ Đạt Ta cái này để cho ngài tu chứ. Khi mà khó khăn thì phải ăn cái này nè. Còn muốn đi học thì phải tìm tới những người đắc đạo. Cho nên tới gặp ông Kamala. Ông Kamala mới dạy cho Thái tử Sĩ Đạt Ta cái gì. Ông nói đây tôi làm cái đạo tràng, tôi chỉ dạy cho những người thực tu. Đấy, dạy cho những người thực tu. Tôi không phải là những người lý thuyết, không phải là những người tranh cãi, những người hùng biện, tôi không dạy cái này. Mà tôi dạy tu để chứng, để đắc. Đây là cái điều quan trọng nhất. Đó, cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta mới theo ông này học tu, học cái pháp hành này chính. Đấy, cho nên trên bước đường tu mình mà mình không gặp thầy hiền bạn tốt đó, thì cái trường hợp mình khó đạt được nữa. Mà mình gặp toàn là ma quỷ không nữa, thì cái này chắc chắn là không đi tới được, đi xa được. Cho nên 800 công đức nhãn của mình nó nhìn ra nó thấy được hết. Bồ Tát hiện ra mình biết, ma quỷ hiện ra mình biết, tất cả những người tốt mình biết được hết. Từ ở chỗ đó mình mới chọn được thầy hiền bạn tốt mình tu chứ. Nếu không có thấy cái này thì... Cho nên trì kinh Pháp Hoa sanh ra cái công đức nhãn để thấy. Rồi kế đó nữa đó, là 1200 công đức nhĩ, tức là lỗ tai. Cho nên lỗ tai của mình đó, mình nghe tất cả các loại âm thanh, mình nghe các loại âm thanh. Và cuối cùng mình nghe được những cái mà không có âm thanh. Thì chỗ này mình nghe cho tới âm thanh của Phật. Cho nên tụng kinh Pháp Hoa đó, mà tới nghe cái âm thanh của Phật. Cho nên trên bước đường tu cái này quan trọng. Cho nên khi mà thầy tu đó, thầy ở trên chùa Uy Nghiêm, ở trên chùa Uy Nghiêm Tổ Đình. Thành ra chùa vắng, không có ai. Thành ra tối đó, thầy lên chánh điện để thầy trì kinh. Thì trì kinh lên chánh điện lúc đó thầy còn là tiểu thôi. Mà vắng không có người, mà sao thầy nghe tiếng tụng kinh? Thầy nghe tiếng tụng kinh, thầy mới đi vòng vòng thầy kiếm coi ai tụng đấy. Thành ai tụng đấy, ai tụng kinh mình nghe được đấy. Mà thầy không thấy ai hết. Thầy mới xuống thầy hỏi Hòa Thượng. Thầy nói hồi tối này nữa, là ở trên chùa đó con nghe có tiếng tụng kinh, mà con đi kiếm vòng hết mấy cái bàn con không thấy ai tụng hết. Thì Hòa Thượng mới cười nói với thầy nữa, đó là tổ tụng đó mà, tổ tụng kinh đó. Mà thầy nghĩ tổ thì chết lâu rồi phải không, nhập diệt cả mấy trăm năm rồi, mà sao giờ ông còn tụng kinh đây? Cho nên trên bước đường tu sau này thầy phải biết được là mình nghe được cái mà không có âm thanh. Rồi lần lần đó, tới mình nghe được cái âm thanh của Phật thuyết pháp đó, thì cái này quan trọng nữa. Cho nên đó, lần lần mình nghe được các cái âm thanh mà của loài người, của loài chim, của loài thú. Rồi nữa mình mới nghe được âm thanh của chư thiên, mình nghe được âm thanh của Atula, mình nghe được âm thanh của A-la-hán, của Bồ-Tát đó. Cái này quan trọng lắm. Cái công đức sanh ra đó của người trì kinh nó có. Cái này ta gọi là diệu. Ta nên tu chúng ta phải lần lần từng bước mà ta đi vào. Ban đầu đó ta chỉ thấy những người bình thường này, ta chỉ nghe các loại ngôn ngữ bình thường này,
Nhưng mà lần nữa chúng ta lại nghe được những cái âm thanh lạ kia. Nên tuần trước thầy trở lại cái chùa Tăng Thường Tự ở bên Nhật. Thầy nhớ đó, khi mà thầy qua Nhật, thầy có tới cái chùa này, tới chùa này để gặp một ông hòa thượng già. Lúc đó ông cũng ngoài 80 tuổi rồi, cũng cỡ tuổi thầy bây giờ. Thầy đã tới gặp ông hòa thượng già này, mà ông này là ông mù mắt phải không? Ông thấy đường, ông mù mắt. Mà thầy vô cái phương trượng của ông cụ này đó, thầy chỉ thưa ông mấy câu thôi. Ông nghe cái âm thanh của thầy đó, ông nghe âm thanh thầy nữa, mà ông biết được cái vận mạng của mình. Cái này quý vị thấy, cái người trì kinh Pháp Hoa họ có một cái đặc tính như vậy. Họ nghe thôi, nghe cái tiếng nói của mình nữa, mà họ biết được con người của mình, họ biết được cái hậu vận của mình luôn. Đây là cái điểm quan trọng nhất trên bước đường tu. Cho nên cái người tu theo kinh Pháp Hoa phải có những cái linh nghiệm như vậy đó, thì người ta gọi là hành giả. Còn không có thì cái này chưa có được. Cho nên được như vậy đó là 1200 công đức nhỉ. Rồi tới ý căn cũng thanh tịnh, được 1200 công đức nữa. Rồi tới cái thân căn thanh tịnh, được 800 công đức nữa. Rồi thiệt căn thanh tịnh thì được 800 công đức nữa. Cho nên cộng chung trở lại là 6000 công đức. Cho nên khi mà mình được 6000 công đức của kinh Pháp Hoa rồi, được cái thiệt căn thanh tịnh, cái này nó có cái lạ đó. Cho nên cái này có lạ đó. Báo là một chữ, một câu, một bài kệ, nhưng mà giảng suốt đời cũng không hết nữa. Cái này là Ngài Trí Giả Đại Sư được cái này. Cho nên Ngài giảng có một chữ diệu không, mà suốt 3 tháng như vậy đó, mà ta nghe ta không chán. Rồi Ngài giảng tiếp tục luôn như vậy, luôn 8 năm mà chỉ giảng có chữ diệu thôi, mà người ta cũng vẫn không chán và vẫn muốn nghe Ngài giảng. Cho nên sau này nữa, người ta biên tập lại thành bộ kinh Pháp Hoa Quỳ Nghĩa đó, là của Ngài Trí Giả Đại Sư giảng suốt 8 năm. Giảng suốt 8 năm đó, thì giảng được có 4 chữ diệu pháp liên hoa thôi. 8 năm giảng có 4 chữ, các vị thấy. Cái này gọi là diệu. Thì ngày này đó là được cái thiệt căn công đức này, cho nên Ngài nói ra, phát ra một cái loại âm thanh, người ở gần không bị chát tai, người ở xa vẫn nghe rõ được. Cho nên nó bảo là cái người mà được cái công đức này rồi đó, là khi họ có một cái phát âm mà làm cho người khác muốn nghe, cảm thấy im tai và mát lòng đó, thì cái này là công đức của trì kinh Pháp Hoa. Cho nên công đức kinh Pháp Hoa lớn là ta nói. Cho nên được cái phần nào của công đức thì lúc bây giờ đó chúng ta phát triển lần lên đủ hết là 6000 công đức này đó, thì bây giờ đó chúng ta làm Phật, tức là thành Phật là đủ hết. Còn bây giờ đó quý vị chỉ được một ít cái công đức thôi, thành được một ít công đức nhỏ nhỏ thôi cũng được. Thành có được cái thân căn công đức đó, nên có cái thân căn công đức rồi nữa, thì trường hợp đó ai nhìn thấy mình họ cũng thương, ai nhìn thấy mình họ cũng kính trọng, phải không? Không ai hại mình hết. Đây trên bước đường tu có cái này trước, cái này dễ hơn, cái này dễ làm hơn. Thì cái trường hợp này đó là được một phần công đức chỗ này mình tạo lên được. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta đó, tu hành theo kinh Pháp Hoa. Cho nên đó, bữa nay đó, thầy thấy trời mưa bão, phải không? Mà tất cả các Phật tử đi về đây để tụng kinh rồi nghe giảng, thầy nghĩ là những người này có căn lành, có căn lành, có tâm thành, cho nên mới làm được. Chứ còn mà cái người đó mà không có căn lành, không có lòng thành thì không làm được. Ở nhà nữa, nghe nói là bữa nay bão đây, cho nên thứ nhất là nghĩ tới bão là sợ không dám đi. Rồi nghĩ thêm cái nữa, mình đi ướt át nữa, phải không? Ướt át cực khổ nữa, thành ra ngán không đi, phải không? Nhưng mà các vị cố gắng mà đi tới đây được á, để tụng kinh rồi nghe pháp đó, thầy nói đây là cái điều mà đáng mừng nữa, là ít nhất đạo tràng chúng ta cũng có một số người có căn lành.
Thôi thầy ngừng ở đây, xin quý vị 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 thầy ngừng ở đây.